Tờ The Guardian, mạng xã hội TikTok đang trên đà có doanh thu quảng cáo bằng cả Twitter lẫn Snapchat cộng lại trong năm nay và sẽ ngang ngửa với YouTube trong 2 năm tới. Sức hút của TikTok với giới trẻ ngày nay đang ngày một lớn và ông lớn Facebook đã cảm thấy nắm mặt vì bị đối thủ Trung Quốc truy đuổi. Cụ thể cả TikTok và YouTube được cho là sẽ đạt doanh thu quảng cáo 23,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, bất chấp việc mạng xã hội từ Trung Quốc ra đời muộn hơn 12 năm. Nhiều chuyên gia nhận định, đại dịch Covid-19 đã góp phần khiến TikTok bùng nổ mạnh hơn nữa khi người dân phải ở nhà và có ít lựa chọn giải trí. Năm 2021, doanh thu quảng cáo của TikTok đã vượt qua Snapchat, chính thức trở thành mạng xã hội hấp dẫn với giới trẻ hơn những ứng dụng giả cối như Facebook. Trong năm 2022, doanh thu quảng cáo của TikTok được dự đoán sẽ vượt Twitter. Cũng trong năm 2022, doanh thu quảng cáo của TikTok ước tính sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 11,6 tỷ đô la Mỹ và cao hơn cả con số tổng 10,44 tỷ đô la Mỹ mà Snapchat và Twitter cộng lại. Các chuyên gia phân tích số lượng người dùng TikTok đã tăng cực kỳ mạnh trong vài năm trở lại đây và lượng thời gian mọi người lướt mạng xã hội này cũng lâu hơn nhiều so với những ứng dụng khác. Mạng xã hội này đã chuyển mình thành công từ một ứng dụng chuyên hát nhảy nhép sang một ứng dụng sáng tạo nội dung, tạo nên những xu thế mới cho người dùng cũng như kết nối được với giới trẻ. Chỉ 4 năm sau khi bước ra thị trường quốc tế, TikTok đã nhanh chóng đạt con số 1 tỷ người dùng vào năm 2021, chỉ bằng một nửa thời gian so với Facebook, YouTube hay là Instagram. Con số này cũng ngắn hơn 3 năm so với WhatsApp, các nhà phân tích của Data AI nhận định TikTok có thể đạt 1,5 tỷ lượt người dùng mỗi tháng trong năm nay. Điều chớ treo là TikTok luôn chiến thắng trong các cuộc khảo sát người dùng ở độ tuổi từ 18 cho tới 25 về mạng xã hội ưa thích. Đây là phân khúc người dùng suy giảm mạnh nhất của Facebook, dù thương hiệu này đang cố gắng giữ chân khách hàng trẻ bằng Instagram. Tờ The Guardian nhận định TikTok đang trở thành cơn nghiện mới của giới trẻ. Mặc dù mạng xã hội này giới hạn người dưới 13 tuổi, nhưng khảo sát của Ofcom cho thấy khoảng 16% số người xem TikTok là trẻ em 3 đến 4 tuổi. Tỷ lệ này là 29% đối với trẻ từ 5 đến 7 tuổi. Số liệu của Data AI thì cho thấy người dùng bình quân tốn 19,6 tiếng mỗi tháng trên TikTok vào năm 2021, tương đương với số thời gian trên Facebook. Con số này cao gấp 5 lần so với 4 năm trước đây của TikTok. Nhiều nhà phân tích đánh giá, Facebook vốn thống trị mạng xã hội, nhưng giờ đây họ chẳng còn có thể thuyết phục được người dùng TikTok quay trở lại với nền tảng cũ. Rõ ràng là TikTok đã biết cách biến ứng dụng của họ thành cơn nghiện mới cho giới trẻ. Tất nhiên, mạng xã hội của Mark Zuckerberg vẫn thống trị thế giới với 2,9 tỷ người dùng mỗi tháng. Instagram là 2 tỷ nữa. Thống kê của Insider Intelligence cho thấy, tổng doanh thu quảng cáo của Facebook và Instagram năm 2024 sẽ lần lượt là 85 tỷ đô la Mỹ và 82 tỷ đô la Mỹ. Bất chấp điều đó, sự trỗi dậy của TikTok đã khiến cho Mark Zuckerberg phải thuê một công ty vận động hành lang để cải thiện hình ảnh Facebook trong giới trẻ tại nhiều thị trường trên thế giới. Tờ The Guardian nhận định Facebook đã tận dụng những quan điểm cứng rắn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với các doanh nghiệp Trung Quốc làm bàn đạp tấn công TikTok. Mạng xã hội của Trung Quốc này đã từng bị Mỹ cáo buộc là đe dọa đến các thông tin cá nhân người dùng. Trên thực tế, cách đây 2 năm, Ấn Độ từng có động thái cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm TikTok. Tuy nhiên, thay vì cấm đoán, chính quyền Washington từng muốn ép ứng dụng này phải bán lại cho một công ty Mỹ như Microsoft hay là Oracle. Mặc dù Tổng thống Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 khiến TikTok dễ thở hơn, nhưng những nghi vấn về đảm bảo quyền riêng tư của người dùng thì vẫn còn đó. Một khảo sát năm 2021 tại Anh cho thấy gần 1 phần 3 người dân quan ngại mạng xã hội này sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho Trung Quốc. Trong khi đó, tại quê nhà, công ty sở hữu TikTok là ByteDance đang phải đối mặt với cuộc cải tổ lớn nhà sáng lập Zhang Minh đã phải tuyên bố từ chức CEO cũng như rời khỏi ghế chủ tịch vào năm 2021. Tập đoàn này cũng đang phải tái cấu trúc lại 6 mảng kinh doanh của họ. Dẫu vậy, Biden vẫn được vinh danh là kỳ lân lớn nhất thế giới vào tháng 12 năm 2021, với tổng giá trị lên tới trên 300 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với mức 80 tỷ đô la Mỹ năm 2020 và trong năm 2021, thì tổng doanh thu của Biden đã tăng 70% lên mức là 58 tỷ đô la Mỹ. Ở phía kia chiến tuyến, công ty mẹ của Facebook là Meta thì chỉ tăng 37% tổng doanh thu lên 118 tỷ đô la Mỹ và Mark Zuckerberg đang cố gắng tìm kiếm giải pháp mới để tạo động lực phát triển cho công ty trước sự đe dọa từ TikTok. Mới đây, Meta còn tạo ra một đồng tiền số mang tên là Zuckerberg dùng trong thế giới ảo cho nhân viên sử dụng thử nghiệm. Đây có thể là bước bắt trước TikTok khi mạng xã hội này từ lâu đã có đồng tiền số riêng để người dùng thưởng cho những nội dung xuất sắc. Hiện TikTok đang là một trong những ứng dụng có giao dịch sôi động nhất thế giới. Trong quý 1 năm 2022, người dùng mạng xã hội này đã chi đến trên 800 triệu đô la Mỹ để mua tiền số của TikTok để thưởng cho những nội dung xuất sắc, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là con số kỷ lục với bất kỳ ứng dụng hay là trò chơi điện tử nào lần đầu tiên trong lịch sử có một ứng dụng chiến thắng mảng trò chơi điện tử về số tiền người dùng chi tiêu trong quý. Không chịu kém cạnh, Facebook và Instagram cũng cho ra mắt dịch vụ quay video như TikTok, nhưng không thu hút được nhiều người dùng bằng mạng xã hội đến từ Trung Quốc. Một số chuyên gia khác cho rằng, một số bạn trẻ giờ đây còn từ bỏ hẳn Facebook. Tại Anh, thời gian các bạn trẻ trong độ tuổi từ 18 tới 24 chơi TikTok bằng tổng thời lượng họ dùng Facebook, Instagram và WhatsApp cộng lại tất nhiên quỹ thời gian của người dùng là có hạn và nếu một mạng xã hội mà có sức hút thì ứng dụng khác cũng sẽ phải chịu thiệt